các bạn cố lên nhé. Cố lên. Các em cố lên. Xin chào tất cả các bạn, vậy là chúng ta sắp bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2023. Thầy biết là trong giai đoạn này các bạn đang rất là căng thẳng cũng như rất là lo lắng cho cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của mình sắp tới. Tuy nhiên là thầy mong các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là giữ một cái tinh thần thật là thoải mái để có thể là hoàn thành tốt cái phần thi của mình. 12 năm đặc sách chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày, mình tin là các bạn sẽ không bỏ cuộc. Hãy bình tĩnh, tự tin và làm bài thi thật tốt nha. Tất cả các bạn luôn giữ bình tĩnh trong vòng thi, đặc biệt là nhớ kiểm tra dụng cụ trước khi đi thi. Các bạn nhớ kiểm tra đầy đủ thông tin ở giấy báo dự thi nhé. Và để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các bạn hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt và ăn sáng trước khi thi, và đặc biệt là vào phòng thi phải ghi đúng mã đề. Chúc các bạn có một kỳ thi thật là tốt. Chúc các bạn, em học sinh sẽ luôn tự tin làm bài thật tốt. Cô chúc tất cả các bạn không quá áp lực cho kỳ thi này. Chúc các bạn sẽ chứng tỏ được bản thân của mình, chứng tỏ 12 năm đèn sách vừa qua là không vô dụng và sẽ vượt vũ môn thành công nhé. Và đặc biệt thầy chúc các bạn sẽ được những cái nguyện vọng như các bạn mong muốn. Và hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng.